Xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Em đang giới thiệu đến quý vị một con âm nhĩ đen Hackett 281. Lo Mỹ Genesis nha. Đây là dòng Mỹ cổ rất hiếm ở Việt Nam. Thì xem ha, tuyệt đẹp. Quý vị thấy phía trên có một bát 20cm, phía dưới là một cái bát cộng hưởng 25cm, phía giữa là một cái chép mũi ngược nha, mũi đỏ, mũi ngược, con thiếp quý vị. Rồi bây giờ em giới thiệu đến quý vị một con đèn Hackett DA281, con đèn xuất sắc luôn quý vị nè. Xuất sắc rồi, như gì? Xinh đẹp thế này. Đây là cái vỏ của nó ha. Con này thì nó không dùng lô gỗ mà nó dùng cái vỏ như giống như là bọc da rồi quý vị ha. Này vỏ chim nó da riêng của nó quý vị. Đây, được rồi. Con này còn cả sách hướng dẫn sử dụng luôn quý vị. DA281 ha, còn cả sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, đúng của DA281 luôn. Rồi, em sẽ quay nhỏ lại ha. Em sẽ quay sơ lược cho quý vị xem cái sắc si bên trong một gam 7 màu hết quý vị. Đây, quý vị xem ha. Tất cả một gam 7 màu tuyệt đẹp hết. Con đèn này thì nó chạy 4 cái bóng công suất 7591 mA à, thì nó chỉ thua cái là 34 quý vị ha. Bóng này là công suất cũng khá lớn. Phần phía sau của nó rất là đẹp luôn nha. Đây, tăng phone hai cục đứng thế rất là to ha quý vị. Tăng phone nguồn hai đứng thế rất là to đẹp. 7589 quét tim hao, cái dòng bóng này là dòng bóng zin theo máy đó nha quý vị. Electron còn sử dụng cái nguồn này là Made in Japan. Đây là bóng nguồn của mũ lạ nha quý vị. Đây cũng là bóng zin theo máy, 4 bóng 12AS7 quý vị, 4 bóng 12AS7. Thì ở đây nó gồm 2 bóng mũ lạ này ha, và hai bóng Sivania này vậy. Sivania đấy, đó là những cái cơ bản của nó. Con này thì trong tình trạng là tuyệt đẹp, phần bên dưới đáy máy xuất sắc luôn về bóng lửa luôn. Đây là phần vỏ của nó. Thì quý vị nào muốn xem dưới đáy máy thì em sẽ chụp hình, vì bây giờ đang cầm cái điện thoại mà lặt cái này lên rất là khó, với lại tháo vỏ ra rồi quay lại khó lắm quý vị, cho nên là em sẽ chụp ảnh, và quý vị có nhu cầu xem phía dưới đáy thì em sẽ gửi hình qua Zalo hoặc là quay gì đó cho quý vị xem. Đây quý vị xem rất là đẹp luôn đây. Con đèn này là dòng cực kỳ hiếm nha, tại Việt Nam và cả trên thế giới. Và con này thì có mức giá vô cùng hợp lý để quý vị sở hữu luôn quý vị.
mức giá chỉ là 23 triệu đồng. Đấy, em bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị luôn. Với tình trạng là zin ép hết như này. 4 bóng công suất zin của nó hơi bình. 7591 4 bóng công suất lớn nha. Đây một con đèn rất đáng chơi và rất đáng sưu tầm. Đang đánh với coi Genesis. Đô-la này cái gỗ nó cực kỳ đẹp luôn quý vị đây. Và đẹp xuất sắc luôn nha. Đô này là đẹp xuất sắc luôn. Đô-la này xuất sắc. Trên 90%. Giá tham khảo đô-la là trên 7 triệu ha. Quý vị có thể ghép với đèn bán dẫn con đi xuất âm tụ con về silver cổ của Mỹ và Nhật dòng châu Âu đánh tiếng rất là hay quý vị. Loa nguyên sinh nguyên bản hết rồi. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng audio bản An Giang. Em xin cảm ơn.